Thân mến, chào mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta đến với các video của các ngày lễ quan trọng của thế giới. Và bây giờ chúng ta đã sang tháng 9 rồi. Chắc chắn rồi, trong tháng 9 chúng ta sẽ có một cái ngày rất là nổi tiếng, cũng ngày cũng rất là phổ biến. Đó là ngày 5 tháng 9. Ngày 5 tháng 9 thế giới người ta gọi là ngày quốc tế từ thiện. Quốc tế từ thiện có tên tiếng Anh là International Day of Charity. International Day of Charity. Ok. Và ngày tiếp theo của tháng 9 là ngày 8. Ngày 8 tháng 9 chúng ta có tên tiếng Anh là International Literacy Day. International Literacy Day là có tên là ngày quốc tế biết chữ. Đó bạn nha, có những cái ngày rất là hay đúng không? Rất là quan trọng. Đó là ngày biết chữ này, biết đọc biết viết này. Và ngày 10. Ngày 10 là ngày gì? Ngày thế giới phòng chống tự sát. Cái việc tự sát cũng là thế giới rất là lên án các bạn ha, phòng chống tự sát, ngày tôn trọng sự sống đó các bạn. Có tên gọi của tiếng Anh là World Suicide Prevention Day. World Suicide Prevention Day các bạn ha. Rồi, tiếp theo trong tháng 9 chúng ta có ngày 12. Ngày 12 là ngày Liên Hợp Quốc về hợp tác nam nam. Hợp tác nam nam là nam nam quả địa cầu đó các bạn, những quốc gia ở phía nam quả địa cầu đó, có tên tiếng Anh là United Nations Day for South Cooperation. Đó là ngày 12 tháng 9. Tiếp theo chúng ta có ngày 15. Ngày 15 tháng 9 là ngày gì? Ngày 15 tháng 9 là ngày quốc tế vì dân chủ. Đó, ngày quốc tế vì dân chủ có tên tiếng Anh là International Day of Democracy. International Day of Democracy. Đó ha, các bạn ha. Tiếp theo chúng ta có ngày 16 tháng 9. Ngày 16 tháng 9 gọi là ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone. Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone có tên tiếng Anh là International Day for the Preservation of the Ozone Layer. International Day for the Preservation of the Ozone Layer. Ok, đó là ngày 16 tháng 9. Tiếp theo là ngày 21 tháng 9 là ngày quốc tế hòa bình. Ngày quốc tế hòa bình có tên tiếng Anh là International Day of Peace. International Day of Peace là ngày quốc tế hòa bình. Rồi, chúng ta tiếp theo có ngày tuần cuối của tháng 9. Tuần cuối cùng của tháng 9. Đó, ví dụ tháng 9 có 4 tuần là tuần số 4. Tháng 9 có 5 tuần là tuần số 5. Các bạn ha, là ngày hàng hải thế giới. Ngày hàng hải thế giới có tên gọi tiếng Anh World Maritime Day. World Maritime Day. Ok, ngày 26 tháng 9 là ngày quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. 26 các bạn nhớ nha, xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. Đó các bạn ha. À, cái chỗ này danh từ mình không có nhấn âm đầu các bạn nha, mình nhấn âm nấy nè các bạn nha. Elimination các bạn ha, nhớ năm nấy cho mình nha, of nuclear weapons. Đó là ngày 26 tháng 9. Ngoài ra tháng 9 chúng ta còn một ngày quan trọng nữa, đó là ngày 27 tháng 9 là ngày du lịch thế giới. Ngày này chắc là nhiều nước đi thế giới đi du lịch đây. World Tourism Day. World Tourism Day. Đó là ngày 27 tháng 9, ngày du lịch thế giới. Rồi, như vậy là trong tháng 9 chúng ta cũng đã xong. Hẹn các bạn video tiếp theo để chúng ta vào tháng 10. Chào các bạn nha.